Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu sản phẩm tủ lạnh mini sử dụng Oto của hãng Apicool. Đây là mẫu CX30 tương ứng là 30 lít các bạn nhé. Mẫu này thì đẹp long lanh luôn, đảm bảo là nhìn thấy cái là mê luôn. Đây các bạn, để nhìn dáng của tủ đây. Tủ còn có bánh xe này, có tay kéo này, giống hệt như chiếc vali. Tay kéo nó có thể lên lại xuống. Đấy, mình lắp lại. Di chuyển rất là dễ dàng. Ở đây mình đang cắm điện gia đình các bạn nhé. Thì tủ có thể cắm vào điện gia đình điện 220V hoặc là cắm vào trên ô tô điện 12V hoặc 24V đều xài được hết các bạn nhé. Thì ở gia đình thì các bạn cắm cái adapter này, cái bộ nắp dầu này. Còn là trên xe thì các bạn cắm cái dây có cái đầu màu da cam điện cắm vào tàu, đầu còn lại cắm vào tủ. Dây thì khá là dài, các bạn có thể cắm từ đầu xe với xe thoải mái các bạn nhé. Và đây hình dạng tủ đẹp, 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 quá đẹp luôn ạ. Và mình giới thiệu qua các bạn một chút về cái màn hình tủ đây nhé. Đây có nút nguồn này, nút cài đặt này, màn hình hiển thị, màn hình nét các bạn nhé. Màn hình nét nên là quay bằng camera điện thoại nó sẽ nháy. Đây là phím cộng trừ để tăng giảm nhiệt độ thiết định các bạn nhé. Hiện tại là nhiệt độ của tủ đang là âm 7 độ C. Sau khi nắn dòng xong thì nó sẽ còn 14V, nó sẽ chuyển thường là sẽ nhảy khoảng 14,2 đến 14,5V này. Đây là cái cọc pin cắm, bạn đang cắm điện thì nó sẽ đẩy áp luôn. Thì ở trên xe thì các bạn nổ máy thì chắc chắn là cái cọc pin này sẽ đầy luôn. Đối với các cái dòng xe hiện tại thì các bạn rút và các bạn tắt máy thì đồng nghĩa việc là tàu cũng ngắt điện luôn và tủ sẽ ngắt điện các bạn nhé. Ở đây màn hình có chế độ này mắt. Ấn vào cái đặt một lần nữa, chuyển sang cái eco, ấn lựa chọn cái này mắt để chế độ tiết kiệm năng lượng các bạn nhé. Thì eco sẽ tiết kiệm năng lượng. Và bên này có chữ H này, các bạn dí vào phím cài đặt này, nhảy này, đấy, nó sẽ chuyển, mình có thể chuyển sang LMH. Thì LMH ở đây là chế độ bảo vệ ắc quy các bạn nhé, H sẽ là chế độ bảo vệ tốt nhất. Rồi cộng trừ thì rất dễ sử dụng, giờ âm 7 độ mình thiết định này. Và đang thiết định âm 14 độ đi. Đây nó sẽ nhanh mấy lần. Ba lần nữa nó sẽ quay lại nhiệt độ hiện tại của tủ ra là 7 độ. Và nó bây giờ nó đạt được âm 14 độ thì tủ sẽ chuyển sang chế độ ủ và giữ cái nhiệt độ của tủ ở đúng cái nhiệt độ mình thiết định đó. Rất hay đúng không ạ? Và đây thì có cái cổng USB nữa này. Các bạn là cắm máy nghe nhạc, sạc điện thoại hay là cắm cái gì đấy mà qua cổng USB này. Khá là tiện. Rất hay đúng không ạ? Rồi các bạn xem bên trong tủ nhá. À, bên trong tủ thì quả là tuyệt vời luôn. Đây mình đã để sẵn chai nước ở đây, có một chai 3 lít này, mấy chai La Vi dạng 500ml này. Và mình có đổ nước ở dưới đáy tủ các bạn nhá. Mình ở dưới đáy này, có một lớp đá bám ở dưới đáy rồi này, chắc lịch luôn. Cả cái chai này 3 lít mà nó đóng đá được các bạn này. Đấy, còn một chút này, còn một chút nước nữa này chưa đóng đá hết này. Và những chai này thì chai Navi này đóng đá như một cái cục đá ngoài đường rồi, cũng nhắc luôn, để uống được thì các bạn phải giã đông nó khá là lâu vậy. Và do cái tủ này là có cái lốc treo ở đây để mình đem nó treo ở vị trí này, thì bên dưới này sẽ có một cái vị trí để các bạn có thể để được khá nhiều đồ nữa, để rất nhiều chai nước ở đấy nữa, rất đẹp đúng không ạ? Ở đây là cái nút để vệ sinh tủ các bạn nhé, khi nào mà tủ bẩn thì mình có thể vệ sinh tủ và mình tháo được vào đó. Rất hay, lập tủ cực kỳ cứng cáp. Tủ này thì người nặng 100 cân ngồi lên vẫn thoải mái. Không vấn đề gì các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn luôn an toàn trong chuyến đi.